Hello, chào các bạn nhé. Mình mới nhận được cái thiệp cưới mời ngày hôm nay, tức là ngày thứ bảy các bạn này. Tí nữa mà xong công việc đây thì mình sẽ vào mình dự đám cưới. Đây là một cái đám cưới của người Lào các bạn ở Mường Luân, ngày 28 tháng 12, tức là ngày thứ bảy các bạn này, tại bản Co Kham, xã Mường Luân đấy. Tí nữa xong công việc ở trường thì mình sẽ vào dự đám cưới, và sau đó mình sẽ ghi lại những hình ảnh của đám cưới người Lào, dân tộc Lào đây các bạn nhé, để chia sẻ đến các bạn. Tại bản Co Kham, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên các bạn, tức ngày hôm nay đấy, ngày thứ bảy 28 tháng 12 đấy. Thì mong các bạn đón xem video của mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là bên trong nhà các bạn. Cháu chào chú. Đang làm lễ đón cô dâu. Đây, dạp đây các bạn này. Dạp cưới đây. Làm ngay tại nhà thôi. Ồ, đây có mưa rồi. Đây các bà đang làm lễ. Xuống. Bên này là cô dâu. Ô, anh sang điểm cô dâu à? Ừ, cứ làm đi em. Chào bà nhé. Vâng. Dàn bếp. Mai đi chụp em qua mừng. Cháu đi chụp ảnh một tí. Thì à, những này sắp hết, xong hết rồi. Bác thú sao cơ lử? Thú nó cũng phải sống lên thôi. Chú có làm đấy. Đây là lợn, thịt lợn không? Thịt lợn đúng không nhỉ? Ừ. À đây, thịt lợn nhưng mà lợn bản, lợn sạch đây không? Lần bản chứ. Lần bản nhỉ? Không, không lấy là lần lần kèo đâu. Con này bao nhiêu cân hả chị? Biết được à? Thế mà một yến đi. Một yến? Không. Một yến. Một yến cũng được, một yến. Thế 10 cân, con lợn 10 cân. Vâng. À, 20 cân à? À, 2 yến thôi. Đây các mâm cỗ dưới này, bày dưới này. Xong hết rồi, để bày ra thôi. Con
hero 7 à? Hero 7 đúng không? Go go. Go 7 ấy. Vâng. Cái này chạy ứng dụng tốt mà. Đúng rồi, cái này ứng dụng tốt đây. Ê, tình cờ lại gặp một YouTuber ở đây. Ái da. Thôi, mình đi xuống dưới. Đây một mâm cỗ đây các bạn này. Thịt này. Thịt đây thịt trâu thịt bò đúng không? Vâng, thịt trâu thịt bò đây này. Thịt ngan đúng không? Vâng. Ừ đúng rồi. Thịt ngan, thịt gà, đây thịt gà nhỉ? À không phải, lòng. Lòng. Đúng rồi. Ừ. Đây món bịa, món chấm này. Bịa này. Đấy. Đây rau tổng hợp đây thầy ạ. Rau tổng hợp à? Vâng. À ừ. Đây món lạp đi bạn, đây là món lạp đấy. Đấy. Cái này phải chấm bị bịa. Món bịa. Rất là ngon. Vâng, em đi quay tí đã. Vâng, đây các mâm cỗ các bạn. Đấy. Đây các bạn, làm dưới gầm sàn đấy. Còn ở trên kia thì đang làm lễ. Các mâm đó. Dọc chỗ này, bên này, xong rồi dưới gầm sàn này. Đây bên dưới gầm sàn. Đấy, dưới gầm sàn này các bạn. Bên này có món gì đấy? Xào. Món xào. À, xào thập cẩm đúng không? Vâng. Thịt bò à? Chắc là thịt bò. Ừ, thịt bò. Rau đúng rồi, xào thập cẩm. Ừ, ngon nhỉ.
dưa này. Là định quay cái cảnh Thị Châu nhưng mà không quay được. Áo nó mình đang đi quay cái Hòa Bình đẹp mà. À thế anh. Con này thì nó chống rung. Nhưng mà nó ban ban tối, ban tối quay nó không đúng rồi, nó chỉ ban ngày thôi. Con Sony này anh kia đâu mà. Con này ngon mà anh, con này chạy được sướng này. Này anh. Cái này 2012 nó 14 15 triệu tới cũng ngủ. À đi à. Đấy một 80GB mà. Đấy. Bộ nhớ của nó 80GB à? 80GB. Ui giời đấy. Trong đấy. Bộ nhớ trong 80GB đúng không? Kiếm ra máy 80GB bây giờ cũng còn quá đẹp. Để quay giờ quay làm cái này vì cái con này chứ con này em dùng tạm thôi. Phải quay con chuyên nghiệp thế này chứ. Em nó zoom về nha. Để xem đấy. Đấy nó zoom được mà. Đấy, zoom cái ngon. Đấy, đúng rồi. Nét. Này ra TV của nét đấy kìa. Đúng rồi, TV với nét. Màn hình nó chỉ ảo. Ảo đúng rồi, nhưng mà xuất ra nó nét. Trước mình dùng cái này hôm nọ rồi. Dùng cái này là bây giờ giá hiện tại được rồi. Hơn 9 triệu. Còn bây giờ nó Go 8 rồi. Hero 8 rồi. Cái này nó mới ra đầu tiên là mới 12 triệu đấy. Đúng rồi, đợt mới là hơn chục triệu mà. Bây giờ thì rẻ hơn tí. 89 triệu. Nó cũng kiểu như iPhone mà, nó lỗi thời đi. Một thời gian là nó lại ấy hết rồi mà. Để lỗi thời thôi. Vâng. Đây bên này đi ạ. Bên này 123. 9 mầm. Đây, để cầm sàn đấy các bạn ạ. Ôi mưa rồi, mưa rồi. Đây phía ngoài. Hơi mưa rồi. Trời ơi, mưa. Ôi mưa rồi, mưa to rồi. Chết rồi, nguy hiểm rồi. Tí thì. Đây và bên ngoài. Tự nhiên này có mưa sáng đi. Mưa nhỏ tí giờ thì mưa to rồi. Mưa to rồi, mưa to rồi. Đây, món xào bắp cải. Thử luôn à? Ừ, thử luôn. Bò này, cái gì này, cái rau cải đúng không? Ừ. Đây ớt này, ớt ngọt, quả ớt ngọt kìa. Đây là cái gì nhỉ? Củ cà rốt à? Vâng, củ cà rốt. Củ cà rốt đúng không? Cần tây, hành tây. Thử đi. À. Thử luôn à? Thử luôn đấy. Thôi mình thì thử mình biến xem là nào nhé. Hết các bạn. Ngon, mềm, ngon. Thử hết. Thôi tí nữa thử. Thôi tí thử miếng thôi. Thử nhiều quá. Ngon. Mềm lắm. Nóng mới ngon. Ừ, nóng không ngon. Nhưng mà tí nữa khách đến thì nguội mất nhỉ. Ừ, khách đến thì nguội mất. Cái này mà lúc ngồi vào xong đầu múc lên luôn ý. Ăn nóng rất là ngon. Đúng rồi, ăn nóng ngon. Nhưng bây giờ tí nữa thì nguội mất. Không uống nước đâu chứ nhỉ, để khô thôi đúng không? Món xào. Ờ, bảo này tí nữa chồng có đi không em? Chồng biết anh đang đi họp. Đang đi học á? Đi họp. Đi họp thôi gì? Họp bản. À họp bản à? Thế thì chắc là không đi được rồi. Khả năng này ăn cơm ở ấy rồi.
các bạn. Đâu? Hết rồi. Cái này còn đĩa không này quay à? Nó đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi? Đi vào bụng hết rồi. Đi vào bụng à? Nhìn rồi đó. Máy quay. Máy quay lan đang. Máy quay. Quay đêm có quay được không thầy? Quay đêm không được. Nó không có ánh sáng. Thế thì nó không có đèn. Quay được ban ngày thôi. Quay đêm thì mình dùng điện thoại. Không. Cái này nó không, cái này nó không ấy, nó không có cái đèn flash đi. Nó chỉ quay được ban ngày thôi. Chỗ này là cái nồi. Spa nhá. Ô đun nước. Đun nước là gì đấy em? À, tí nữa rửa bát à? Ui, nồi to nhỉ, hẳn một nồi to này. Mới đồ rửa này. Đây, cái này là ăn hôm qua. Ăn sáng nay á? Thôi để đây tí nữa sẽ ăn xong thì rửa luôn một thể. Hôm qua định vào quay cái lúc thịt trâu mà không vào được. Qua thịt trâu ở đâu em? Mổ trâu, mổ bò ở đâu? Vừa thịt trâu vừa thịt con. Đây dưới này đúng không? À thế à? Một trâu một bò à? Thế à? Qua định vào một tí nhưng mà không vào được. Ở đây, khu dưới này đúng không? Đi đâu? Ừ. Ê! Đi chỗ bắt chai á. À, chỗ này là cái khu mà để thịt trâu, thịt bò. Sáng nay này, ôi hai em bé này, đi cẩn thận nhá. Bé em đi. Ồ, chào cán bộ. Món gì đấy nhỉ? Tiết nhỉ? Canh tiết đúng không? Canh tiết đúng không? Ôi, ngon đấy. Nhưng mà tí nữa nóng, tí nữa mình lên ngồi mình mới mang lên chứ nhỉ? Vâng. Ừ. Đây, canh tiết. Thưởng thức không? Thôi, tí nữa thưởng thức, tí nữa ngồi mâm ăn ngon. Đây, lấy đũa đây, tìm đũa. Ừ. Tiết trâu, tiết bò nhỉ? Tiết nhỉ? Ừ, tiết trâu đúng không? Thế như là thịt một trâu một bò à? Chẳng biết được. Thế à? Thế à? Như một con trâu thôi. Ừ. Trâu to. Trâu to à? Đây cái chỗ này. Ừ, làm sáng nay này. Đi lên kia, lên kia. Chỗ này tự nhiên lại đổ mưa. Đây trên này các bạn. Mình xem. Đây chắc nồi canh à. Đây nồi canh này các bạn này. Thơm. Mở ra lại thơm. Thơm lắm. Đây nồi canh. Ủa, cái này này có cần đun thêm không nhỉ? Nó có thế được. Hả? Có cho thêm à cho nó nóng. Ủa, vùng này to quá. Hở mất rồi. Nồi canh. Canh tiết. Sáng nay vào muộn thế ạ. Sáng nay có tiết thế này. Ừ, nghỉ mới vào được. Canh tiết, nồi canh thế này. Hai món canh. Lên nhà xem nào, cô dâu trang điểm xong rồi. Cô dâu ra ngoài nhá. À đây à. Em ơi. Các bà ăn trước à? Ăn nắp gì?
Đây là khu bếp, người ta đang dọn, vừa sắp xong rồi đang dọn. Gần chưa có khách đến. Có sớm, chưa có khách đến. Chưa đủ quá. Cô dâu đâu rồi? Cô nhỉ? Con dâu đâu rồi? Đi lộn hết rồi. Đi xuống dưới rồi á? Đi à? À mà. Ừ, chào. Mất quay thì lấy hồ làm quân à? Ừ. Quay rồi à? Ừ. Đây rồi. Không zoom được, nó chỉ quay xa thôi, không zoom được, không thu được. Ừ, nó không zoom phóng to phóng nhỏ được ấy. Ừ, nó chỉ đến cái này thôi. Cái này thì là cái camera hành trình đúng không? Ừ, camera hành trình nhưng mà. Ừ, đi quay đám cưới cái. Hai mẹ con đấy à? Thì ấy đâu, Nhi đâu? Ừ, mong quay ra đằng trước thì chả thấy quay, toàn quay đi đằng sau. Đang đón khách. Hai họ hay luôn chơi cười nhá, trong trạng thái lúc nào cũng gọi là phải. Đúng rồi. Đúng đấy. Mấy chú bán quấy quá cái. Hai đứa bạn à. Bà này giống người Lào nhỉ? Mà chụp nó quay đi. Cứ bình thường đi. Cứ bình thường thôi, cứ tự nhiên thôi. Đây cô dâu chú rể, gia đình hai họ. Vâng ạ, thay lời cho hội viên gia đình cũng như thay lời cho cô dâu chú rể, MC Văn Thắng xin trân trọng thông báo tới các quý ông quý bà, vâng cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè năm núi xa gần của cô dâu chú rể. Hiện giờ đã là 10:30 và những ai đã nhận được tiền hồn. Đây cô dâu chú rể đây các bạn nhé. Cố gắng thu xếp thời gian để trở về với con chủ cưới của gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng thông báo. Cháu quay. Vâng. Đây được ngoài vào các bạn. Đây là phù dâu các bạn này. Phù dâu ơi cười cái nào. Đấy đúng rồi.